Cũng mịn. Dưới như một con nha các bạn. Cũng mịn. Rồi. Bấm chụp nè. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Cà phê. Quên nó chậm luôn. Là Sơn Côn. Sơn Côn Le Hà Cáp. Dính một con. Wow. Thế nào? Cười như thế nào? Đây quả này thất bại. Có khả năng là nó chưa tới. Lại ngon rồi, mình đây. Đây là thành quả. Có hai con thôi. Nhưng mà cũng vui rồi. Cũng được. Đây chắc là nó dính từ sáng hôm qua rồi. Kiến nó cắn. Kiến nó bu luôn rồi. Đây. Đây.